Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ show một cái lỗi mà một số bạn upgrade hay bị. Đó chính là khi mà các bạn connect cái FC của mình vô cái máy vi tính thì beta hay là clean fly nó đều không nhận. Thì cái trường hợp mà nó không nhận có nghĩa là cái FC của các bạn á là nó chưa được nạp firmware, có nghĩa là nó mới hoàn toàn. Thì thường những cái FC mà nó mới hoàn toàn á là nó chưa nạp firmware cho các bạn đâu. Còn những cái FC ví dụ các bạn mua về rồi á thì có thể là nhà sản xuất nó sẽ nạp sẵn firmware cho mình. Nó có trường hợp như vậy. Đây thì bây giờ mình sẽ connect cái một cái FC này vô để cho các bạn coi ha, là nó sẽ có cái trường hợp đó. Thì khi mà các bạn cắm vô, chú ý là đèn hai đèn sáng thì chắc chắn là cái FC của các bạn nó bình thường ha. Còn ở đây nó báo là non clean fly and beta fly firmware not supported, có nghĩa là chưa được nạp firmware nên đâm ra là sẽ không, nó không hỗ trợ. Thì bây giờ đơn giản là các bạn sẽ nạp firmware cho nó. Thì thường các bạn nạp firmware á nó khá là dễ, nhưng đối với cái dòng này và một số dòng các bạn nạp firmware nó sẽ báo lỗi, và nó sẽ báo lỗi luôn là không nhận driver cho cái máy tính của các bạn luôn. Thì đây là một trong những cái lỗi mà mình làm video này để mình chỉ cho các bạn coi. Còn những cái lỗi ví dụ như là chưa fit driver thì cái đó các bạn chỉ cần sử dụng cái phần mềm Impulsor rồi xe thôi. Đây chính là cái phần mềm này mình sẽ nói luôn. Thì khi mà các bạn up firmware mà cái con FC của các bạn nó báo lỗi thì các bạn chỉ cần chạy cái phần mềm này nha, và tự động nó fit cho các bạn luôn, nó fit cái driver cho các bạn luôn, thì nó sẽ đưa về DFU cho các bạn luôn, nó cực kỳ tiện luôn. Đây ví dụ như là mình disconnect cái mặt này ha, tắt đi. Rồi bây giờ mình chạy cái Impulsor này, nó sẽ tự động nó tìm cái flight control và bắt đầu nó đưa vô này, enter boot loader, và bắt đầu nó installing DFU driver. Đó là nó sẽ đưa về để chế độ DFU cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần chờ nó chạy xong thôi. Sau khi nó chạy xong, các bạn bật beta fly lên thì nó tự động nó đưa về DFU là cái chế độ mà để các bạn nâng cấp firmware hoặc là nạp firmware cho FC. Thì thường những con F3 thì nó install lâu hơn một chút so với con F4. Và bây giờ mình sẽ bật cái beta fly lên trước nha. Beta fly ha. Đó, nó sẽ fit. Thì sau khi nó fit xong nó sẽ báo một cái bảng như vậy. Thì các bạn chú ý ha, nó báo là Google Chrome á nó đã chạy và nó đã fit được cái lỗi driver cho FC của các bạn rồi. Thì bây giờ các bạn mở cái beta lên á, thì các bạn để ý trên cái góc trên này nó sẽ có cái chữ DFU là nó đã đưa về chế độ DFU cho các bạn rồi. Thì những cái FC bình thường á, các bạn chỉ cần làm cái bước này thôi ha, thì các bạn up firmware bình thường à. Nhưng mà riêng cái con này các bạn sẽ không up được. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn coi ha. Con này là Racing F3 Evo thì mình sẽ chọn cái firmware là Racing F3 Evo, và phiên bản thì mình sẽ chọn là 4.0.6. bây giờ mình sẽ flash cho nó, các bạn để ý nè. Đó, nó kêu là cái mặt này đang được bảo vệ. Giờ phải bỏ cái bảo vệ đó đi thì các bạn mới up được. Thì ở đây nó ghi là bây giờ mình disconnect nó, nhưng mà nó lại báo là bây giờ không được disconnect. Nó kêu vừa không được disconnect mà nó lại kêu là bây giờ mình phải reconnect. Thì ở đây nó có một cái sự mâu thuẫn nha các bạn. Bây giờ các bạn rút ra thì mình dám chắc với các bạn một điều luôn, là cái FC của các bạn nó sẽ báo lỗi driver luôn và nó không nhận nữa. Nhưng bây giờ nó không cho mình up nữa. Đây bây giờ mình nhấn flash lại này, các bạn thấy không, nó fail này.
nó fail, nó không cho mở nè. Và bây giờ mà các bạn để ý mình rút ra nè, và mình cắm lại nó báo lỗi nè. Giờ mình cắm lại ha, thấy chưa? Cái lỗi này nó cực kỳ nguy hiểm. Cái lỗi này là cái lỗi mà bây giờ cái FC của các bạn nó sẽ không connect được cái máy vi tính nữa. Đó, thằng này nó rất là đều. Và cái lỗi này nó khá là hiểm. Đây là nhiều bạn khi mà gặp phải cái bước này các bạn bó tay, rất là nhiều người bó tay rồi nha. Mình để ý rồi. Giờ các bạn cho các bạn up thoải mái luôn, các bạn sẽ không bao giờ up được luôn. Bởi vì nó báo cái lỗi này thì máy tính của các bạn nó không bao giờ nhận nó rồi. Thì các bạn để ý trên cái com này nó sẽ không có cái com của các bạn luôn. Bởi vì khi mà mình cắm vô mà nó nhận com thì trên đây nó sẽ có cái com. Đó là cái cổng của con này, và các bạn chọn đúng cái cổng đó các bạn mới có thể connect và up driver. Bây giờ mình thử chạy lại cái phần mềm Impulsor này luôn nha các bạn. Là cái phần mềm Fit Driver để cho các bạn biết được là cái kết quả nó như thế nào. Và cái điều cuối cùng các bạn nhận được là thằng này cũng không fit được luôn. Bởi vì nó đã không nhận từ máy vi tính rồi thì thằng này nó sẽ không fit được nữa. Tìm đến sáng mai nó cũng không tìm ra được cái flight control này nha các bạn. Thì bây giờ cái cách mình làm là như thế nào? Thì các bạn lưu ý nè. Bây giờ mình sẽ quay lại cái FC cho các bạn coi ha. Mình sẽ quay vô cái FC để cho các bạn dễ hình dung. Đây là FC của mình. Thì bây giờ trên cái FC của mình á, các bạn để ý nó sẽ có cái chữ boot. Nó sẽ có một cái chỗ để mình boot manual. Thì trên cái mặt này thì cái boot manual nó sẽ là hai cái chân này. Thì để đưa về chế độ boot thì các bạn phải đấu hàng này lại với nhau. Giống như là một số FC nó sẽ có cái nút nhấn để các bạn nhấn, và sau đó nó sẽ là đưa về boot. Thì thằng này nó sẽ có hai cái chân này nha các bạn. Thì hai cái chân này giờ các bạn phải làm sao để đấu nó lại. Và sau đó các bạn sẽ cắm cáp vô. Thì thay vì một số bạn mình thấy hàn, nhưng mà hàn nó mất công á, thì giờ mình sẽ dùng một cái đầu tu vít để mình cắm nó lại. Thì giờ mình sẽ rút cái cáp ra trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái động tác, có nghĩa là mình sẽ dùng cái đầu vít này mình giữ nó vô với nhau nè, mình giữ vô hai cái chân này đó. Rồi giờ mình cắm vô lại. Rồi vẫn báo nha các bạn, có nghĩa là nó chưa ok đâu. Làm lại. Vẫn báo dùm tặc lắm, phải làm 2-3 lần cơ. Vẫn báo chưa cho. Vẫn báo luôn, hiện chưa từng thấy luôn các bạn. Các bạn phải làm cho đến lúc mà nó đưa về, nó không có cái tiếng mà teng teng nó nữa thì các bạn mới thành công. Còn khi mà nó chưa, nó vẫn còn nghe cái tiếng đó thì chắc chắn là các bạn sẽ bị fail. Vẫn bị căng nha. Lỗ này là hơi bị nữa. Thì các bạn phải làm cho đến khi mà đó, thấy chưa? Các bạn phải làm 2-3 lần, và sau khi các bạn làm xong mà nó hết báo cái lỗi đó thì nó lại hiện lại DFU nè. Đó, mình quay lên cái màn hình cho các bạn coi nè. Đó, vậy là cái mặt này cứu được rồi. Các bạn thấy chữ DFU không? Trên góc này nè. Rồi bây giờ các bạn coi mình up lại firmware cho nó vô luôn này. Racing F3 Evo và phiên bản là 4.0.6 ha. Giờ mình flash này, chạy luôn. Bạn thấy nó rất chạy không? Đó. Thì đây là một trong những cái mà mình, một trong những cái nó gọi là cái tips mình phát hiện ra khi mà mình nâng cấp firmware.
Thì ngày xưa mình cũng phải bỏ đi 2-3 cái rồi các bạn. Nhưng mà sau khi bỏ đi 2-3 cái rồi mình bị tức quá mình mò. Thì khi mà mình mò á, thì mình đã phát hiện ra một điều là các bạn cứ không làm được, các bạn tiếp tục lấy cái đầu vít chọt. Chọt khi nào mà đưa về DFU được thì thôi. Thì nãy giờ mình chọt mấy lần lận nha. Và cuối cùng nó sẽ đưa về DFU và nó sẽ báo là nhận lại driver. Thì khi nó nhận lại driver thì các bạn up về được. Và sau khi up xong các bạn đấy nó nhận con 14. Thì cái FC này con 14. Thì khi nó nhận con 14 rồi các bạn connect được luôn nè. Đèn 2, đèn đỏ bắt đầu nó báo. Bây giờ mình connect nha các bạn. Nó vô luôn. Các bạn thấy không? Đây là một trong những cái tip mà mình nghĩ là chắc là sẽ rất là nhiều người cần để up firmware. Thì các bạn bạn nào mà gặp trường hợp này thì đừng có nản nha. Các bạn cứ làm theo cái video của mình đó, là chắc chắn là sẽ được. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm về cái FC Racing F3 Evo. Thì các bạn lưu ý giùm mình là đối với cái mặt Racing F3 Evo này á, nó có thể nó bay được 2S, 1S, 2S. Thì khi mà các bạn bay 1S, 2S thì các bạn lưu ý giùm mình là ở đây nó có một cái chân 1S. Thì các bạn phải đấu hai cái chân giữa với chân dưới này lại với nhau là 1S. Còn chữ 2S các bạn thấy không? Là các bạn đấu cái chân giữa và chân trên lại thì nó ra 2S. Thì khi mà các bạn lưu ý là khi mà các bạn xài mấy S thì các bạn đấu lại với nhau nha. Còn đừng có đấu mà đấu bậy nha. Đấu bậy là cháy motor. Vì motor thì Rust nó sẽ có dòng 1S và 2S luôn. Nên hôm nay là các bạn lưu ý, xài 1S thì đấu 1S, xài 2S đấu 2S. Vậy thôi. Và khi mà các bạn hàn RX thì các bạn lưu ý giùm mình là hàn ở cái OAT 2 này nha các bạn. Đừng có hàn OAT này hoặc là OAT này. Hoặc là cái này là để cho những cái VTX cái RX mà dùng 3.3V giống như satellite á. Còn SBUS thì các bạn hàn vô cái OAT 2 này giùm mình. Nha các bạn, đừng có hàn xuống đây nhiều khi nó không nhận đâu. Rồi hàn vô đây là các bạn mở OAT lên là chắc chắn nó sẽ nhận luôn. Còn đây là còi, hai cái chân này là chân còi, đây là chân motor. Rồi ok. Còn cái này là xin đi 5V TXRX này cho các bạn sử dụng thêm cái tính năng khác. Bằng cái này thì các bạn hàn vô bốn chân này vậy thôi. Thì nói chung là đây là một trong những cái mặt mà mình thấy nó khá là ok. Thì các bạn có thể build những con brush để bay. Và đây là con mà để mình show cái lỗi mà các bạn sẽ hay gặp khi mà các bạn up firmware, hoặc là trường hợp mà máy vi tính nó không nhận firmware nữa thì các bạn làm theo cách như mình nói để các bạn up lại firmware là ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn.